lên tầng. Nhưng mà chị cũng nghe đâu đó mà chị mua đá về. Mà chị mua đá về chị trường cho cả ông xã đúng không? Mà cũng có kết quả hay, mà chị cũng có kết quả hay. Thì muốn người thật việc thì chị chia sẻ cho anh em ở lớp để xem cái chuyện của chị sử dụng cái cọc đá diệu kỳ như nào. Chị có thể nói to một chút được không? Tôi là một người đam mê học về cái việc này. Thì tôi cũng tìm tòi lên mạng, thì tôi cũng học, tôi cũng biết được chị đấy. Thì cũng bằng thời gian đây, năm ngoái là cuối năm ngoái đấy, thì tôi có điền ra. Thì tôi phải nghe thầy Châu nói là cực đá thì diều. Thì tôi cũng điền ra và tôi cũng xin mua. Thì tôi mua thì ở đây là bạn tôi mua cặp đá và đai rồi khăn rồi cái băng đĩa rồi dầu, thì tôi về tôi cũng làm theo cái đó. Thì ông chồng tôi thì năm nay là ông là 67 tuổi rồi, bụng ông to lắm, bụng ông to và nói chung là ông cũng rất là nhiều bệnh, nhưng mà rồi thì ông cũng có tham gia học mà trường sức học á, nhưng mà ông cũng vẫn to, rồi ông đi đi xét nghiệm ạ, lâu rồi bị men gan cao, rồi mỡ máu rồi là gan nhiễm mỡ. Thì về hỏi ông đi khám về như thế nào ông, thì ông bảo đây cái mặt buồn rười, nói đi men gan cao. Đó. Thì tôi mới vô cặp đá này, thì tôi về là tôi chưa, tôi tối nào hai vào trong ngôi thiền xong á, là tôi cũng găm vào, tôi bỏ vào một cái lò nước là 20 phút với nhiệt độ 250 độ, thì tôi bỏ vào khăn và tôi bảo là ông chưa gan. Đầu tiên là ông không mè bày chắc chuyện này chuyện kia, thì ông theo thì lực thiên rồi lực thiên là ông cũng lên cấp 6 rồi, ông cũng là gọi là cũng là lớp cũng cấp cao rồi đấy. Thì ông không tin, ông tin thế này, ông từ trường đi, ông là cứ có bệnh lại thì trước ông gửi đi rồi là nó nặng nó người trong người là ấm được. Thế thì cuối năm ngoái tôi điền đó, thì ở đây trả lời là phải ra khỏi tiện chứng định đặng, bây giờ là gần tiện chứng định tôi là chưa hợp được. Đấy, thì tôi về thì tôi cũng trường, thì đầu tiên là tối nào tôi cũng trường, tối nào tôi cũng nướng đá tôi trường cho ông, tôi vài ông nằm ngồi thiền xong cái đó vào ông ngồi nằm coi tivi, ông không cần đấy, ông nằm ông coi tivi ông cứ để lên bụng ạ, tôi cứ để đặt bên phải này, rồi khi nào mà ông thấy nóng lắm thì ông dích sang phía bên trái đấy, thì xong rồi là khi nào mà hiện mà ông cảm thấy là nóng lắm thì ông trường xuống dưới bụng hoặc là lên bụng ạ, cho bụng nó nhỏ tan mỡ, thì cứ bảo cho ông như vậy. Xong rồi là khi tôi cũng bỏ xóa bỏ cái chân tay cho ông nữa đấy. Xong rồi hồi nãy thì ông thì cứ làm cho ông và thỉnh thoảng tôi làm cho ông thôi, nhưng mà cuối năm cuối tháng này ông đi xét nghiệm lại là nói chung là chưa xong một tháng thì ông đi xét nghiệm lại như thế nào để coi cái tình hình men gan như thế nào. Thì không may là ra kể thì tôi nhận được xong rồi, thì không may thằng cháu ngoài của tôi là chơi là bị gãy tay. Đại khái thì nó vào Huế chữa, thì ông vào nuôi cháu. Ông có vào nuôi cháu thì ông ở lại trong bệnh viện ung khiếm, bệnh viện gọi là bệnh viện chỉnh hình của ung khiếm ạ. Thì ông có xét nghiệm lại, bệnh viện ung khiếm chỉnh hình gọi là bệnh viện là bệnh viện lớn nhất. Nói chung là mọi xương khớp đau rồi thì gãy chân gãy tay chi mà vào là lành, nhưng có cái là đắt. Thế, thì là ông vào thì là ông điền ra ông bảo có xét nghiệm. Nhiều, tôi cũng tìm hiểu tôi thấy nhiều. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả những bạn đồng môn học của thiên đạo, là nói đi, vì những cái ung to lắm, ung to như thế này, ung to mà đi ảnh áo ra mà chân tay là cứng ngắc ấy. Tôi bảo là chứ đến mùa đá mà trương đi, trương đá thì nhất là trái là nó tan cái mỡ máu ở bụng, là mỡ bụng. Thứ hai nữa là nó rất tốt cho sức khỏe. Có người thì xem đã. Tôi đi đây á, tôi cũng thông báo, nhưng mà tôi chỉ thông báo cho mấy đứa cháu với mấy đứa bà mình gần gần, thì hiện tại cũng có ba người là như là mua đá. Dạ,
bữa trước là tôi đi ra đây thì tôi có gặp, hình như có gặp cái anh ở đây đã nói là tôi sẽ gửi vào, nhưng mà tôi đã thôi, có ý định học lâu rồi nhưng mà chưa là có điều kiện. Bây giờ các cháu đây là nó ra trường rồi, nhưng hai chị cháu là kết hợp đi ra, là tôi muốn vừa học và vừa tìm hiểu trường học này thì thấy nó rất là hay, rất là diệu kỳ đấy. Thì tôi cũng muốn nói là bệnh tình thì rất nhiều mà thuộc mang thì bây giờ mình khó tin tưởng, cái học cái này thì cũng rất hay, nên là ba con thì cố gắng học và trường đã. Tôi là thích luôn, cho nhiều là tôi trường tôi mở một cái phòng vậy là tôi giúp dân, tôi giúp thôi, tôi cũng chẳng lấy tiền này bạc đi quá hả. Bởi vì phòng trường đã giúp dân à? Dạ, giúp vì bạn bè thôi, là cứ tới là ai đau gì là thì tôi cũng có học qua, cho qua bệnh viện rồi cũng mặc xa đau đâu đó, rồi tới đó tôi làm cho là họ hết đau. Đấy, nên tôi cũng nguyện của tôi là tôi chuyển qua đá nhiều, là tôi về tôi chuyển trường. Và thứ nhất là nhiều chuyện với gia đình nhiều, xong rồi là những người thân, rồi là những người thân quen thì đó là kỷ niệm mười mười như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là ba con đây đi học ạ thì cũng nên mua về. Bây hiện tại bây giờ tôi đã mua năm cặp, tôi về là tôi vừa trường mới mua cái chiều đấy, cái thứ đấy để chuẩn về. Thì có nhiều người là họ không tin. Đúng. Họ không tin, họ nói thì tiêm cái đá gì mà như vậy, như thế này, các bạn nói chứ. Thứ nhất là cái niềm tin của mình đã. Mình học cái gì mình cũng có niềm tin. Niềm tin như vậy nên tôi dạy. Thì ông chồng tôi như vậy nên là ông chồng tôi đi đâu, đó tôi đi là khó khăn lắm. Đi nhà là mắc trò nồi nữa. Nhưng mà ông ở nhà mà dịu chọn cho tôi mà đi được một tuần là phải nói là quyết tâm. Nếu có, ông cũng quyết tâm cho tôi đi. Tôi cũng mong bà con là coi như cố gắng. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Hope in them. Chùm game nào anh em?